Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn! Sau đây là bộ truyện Đồ đệ của ta đều là trùng phản diện của tác giả Mưu Sinh Nhâm Truyền Bồng. Tập 101. Chương 1001. Lục Châu sửa chữa lại phương án của Tư Vô Nhai một chút. Hồng Liên Giới không phải Kim Liên Giới, không thể không kiêng nể gì cả. Nội tình Thiên Vũ Viện rất sâu, chưa hẳn không còn thập diệp nào khác ngoài Dư Trần Thủ. Phải ưu tiên tự bảo vệ mình. Đi đi, Lục Châu nói. Vu Chính Hải cười đáp, xin sư phụ yên tâm, ngay cả việc chạy trốn mà cũng không làm xong thì sao Đồ Nhi có thể làm chủ một giáo được. Nói xong, cảm thấy lời mình quá ngông nghênh, hắn bèn sửa lời, ý của Đồ Nhi là cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Kỳ thực Vu Chính Hải nói không sai, với bản sự của hắn và Ngu Thượng Nhung, cho dù thập diệp thông thường xuất hiện cũng khó có thể bắt được bọn hắn. Huống chi bọn hắn cũng không phải đến đó để đánh nhau. Nhìn hai đồ đệ rời khỏi Vân Sơn, Lục Châu cũng đứng dậy đi ra hậu điện, khẽ gọi, Bạch Trạch. Bạch Trạch lập tức ngoan ngoãn từ trong rừng rậm chạy ra, bay tới ngồi trước mặt Lục Châu, sử dụng năng lực của ngươi. Bạch Trạch phục tùng mệnh lệnh, bay lên phía trên đầu Lục Châu rồi thi triển cơn mưa điểm lành. Lục Châu nhắm mắt lại, lực lượng phi phàm khôi phục với tốc độ cực nhanh, chỉ trong chốc lát đã chứa đầy. Bạch Trạch thi triển xong bèn nằm dạp xuống đất nghỉ ngơi. Điểm công đức còn hơn 100.000, có thể tùy thời mua thẻ sử dụng nên không cần phải bổ sung trước. Việc chuẩn bị đã xong, Lục Châu rời khỏi thiên điện, lặng yên không một tiếng động rời khỏi Vân Sơn, bay về phía thi thể ngung thú. Nhìn lướt qua bộ thi thể khổng lồ, Lục Châu không hề do dự lấy mệnh cách chi tâm ra đẩy vào bên trong thi thể rồi vung tay điều khiển cương khí ghép hai nửa thi thể lại. Tuy rằng thi thể ngung thú rất lớn nhưng đối với thập diệp thì việc này chẳng hề khó khăn. Khi còn là bát diệp, Lục Châu đã có thể dùng tay không nâng huyền không đảo, thể tích của ngung thú cũng không khác mấy so với huyền không đảo. Lên, dưới sự điều khiển của cương khí, ngung thú làm ra hành động vỗ cánh phi hành, chậm rãi bay đi. Thân ảnh Lục Châu cực kỳ bé nhỏ so với ngung thú, hắn lại nấp rất kỹ dưới cánh nó nên không ai có thể nhìn ra. Các đệ tử Vân Sơn nhìn thấy cảnh này đều giật nảy mình, vội vàng chạy tới ngọn chủ phong. Tông chủ, không xong rồi, ngung thú phục sinh, ngung thú phục sinh. Nhiếp Thanh Vân nghe vậy liền đứng bật dậy, trợn mắt nói, không thể nào. Thật sự phục sinh mà, ngài ra ngoài nhìn sẽ thấy ngay. Nhiếp Thanh Vân vội vàng thi triển đại thần thông xuất hiện trên Vân Sơn Đài, dương mắt nhìn bóng dáng ngung thú đập cánh bay đi. Chuyện này, sao có thể? Hắn đã tận mắt nhìn thấy Lục Châu lấy ra mệnh cách chi tâm. Trong tình huống đó, mặc kệ là loài hung thú gì hẳn đều phải chết. Nhiếp Thanh Vân bèn bay về phía thiên điện, đứng trước phòng Lục Châu khom người nói, Nhiếp Thanh Vân cầu kiến Lục tiền bối. Trong điện im ắng không ai đáp lời, Nhiếp Thanh Vân lại cao giọng nói, Nhiếp Thanh Vân cầu kiến Lục tiền bối, vẫn lặng ngắt như tờ. Nhiếp Thanh Vân nhíu mày suy nghĩ, trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ chiêu này của Lục tiền bối thật là hay? Hiểu được điểm mấu chốt trong đó, Nhiếp Thanh Vân quyết định xem như không có chuyện gì, nhanh chóng bay trở về chủ điện. Lục Châu điều khiển ngung thú phi hành với tốc độ không nhanh, thậm chí còn có vẻ lung la lung lay như thể nó đang bị thương rất nặng. Cứ thế bay suốt một canh giờ, vượt qua mấy ngọn sơn phong và sông suối, Lục Châu rốt cuộc cũng đến được Thiên Luân Sơn Mạch. Hắn đưa mắt nhìn quanh bốn phía, cũng may trên đường đi không gặp phải tu hành giả nào, nếu không chỉ có thể giết chết. Đứng trên sơn mạch nhìn xuống, Thiên Luân Sơn Mạch không cao nhưng lại rộng rãi cực kỳ, địa hình phức tạp gập ghềnh, ngung thú sẽ ở chỗ nào nhỉ? Lục Châu tiếp tục phi hành về hướng đông, bay qua một dãy núi gồ ghề, hắn nhìn thấy một hạp cốc hõm xuống so với địa hình xung quanh. Đại hạp cốc, hai mắt Lục Châu tỏa sáng. Nơi này chính là địa phương ẩn nấp tốt nhất đối với ngung thú. Biết đâu bên trong vẫn còn một con khác. Như lời Tư Vô Nhai nói, có khả năng cũng chỉ là một loại khả năng. Trên đời này có rất nhiều việc có khả năng xảy ra. Điều hắn cần làm là biến khả năng này trở thành điều hiển nhiên. 1/3 diện tích hạp cốc là rừng rậm với những cây đại thụ chọc trời, ngăn trở tầm nhìn từ bên ngoài vào. Chính là nơi này. Chọn được vị trí thích hợp, Lục Châu mang ngung thú xuống đặt trong cánh rừng rồi bay tới một sườn núi gần đó để ôm cây đợi thỏ. Thẻ dịch dung. Hắn lấy tấm thẻ ra bóp nát.
Vân Sơn có nhiều đệ tử như vậy, gần như ai cũng đã từng thấy mặt Lục Châu. Sau vụ việc Diệp Chân, không ai dám chắc trong số đệ tử Vân Sơn không có gian tế, đây cũng là lý do Lục Châu muốn hành động đơn độc. Lục Châu cảm giác trên mặt mình truyền lại cảm giác mát lạnh như đang đắp mặt nạ bùn, chỉ trong giây lát, dung mạo hắn đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Từ hình tượng lão giả với mái tóc bạc trắng, Lục Châu biến thành nam tử trung niên thành thục ổn trọng. Khi nào mới có thể dịch dung ra bộ dạng của mỹ thiếu niên đây? Thôi được rồi, làm nam tử trung niên cũng không tệ, ít nhất sẽ không ai ngờ được hắn có liên quan gì đến Vân Sơn. Lục Châu ngẩng đầu nhìn trời rồi ngồi xuống xếp bằng, điều tức khôi phục tu vi. Mang hung thú đến đây không tiêu hao bao nhiêu nguyên khí nhưng Lục Châu thích mình lúc nào cũng bảo trì trạng thái đỉnh phong. Hạp cốc rơi vào tĩnh lặng, Lục Châu tiến vào trạng thái tu hành, từ lưu ly truyền ra cảm giác mát lạnh lan tỏa toàn thân. Cùng lúc đó tại Thiên Vũ Viện, một đệ tử bẩm báo, viện trưởng, có phát hiện mới. Con mệnh cách thú kia đã trốn thoát khỏi Vân Sơn và bay về phía Đại Liệt Cốc. Mà Bất Ngôn lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, quá tốt rồi. Vân Sơn quả nhiên không bắt được mệnh cách thú loại phòng ngự. Giản Đình Trung nói, viện trưởng, không thể đợi thêm nữa, chúng ta lập tức xuất phát đi. Phải nhân dịp mệnh cách thú đang suy yếu mà bắt nó lại. Nếu chúng ta không làm thì các thế lực khác cũng sẽ làm. Chương 1002. Dư Trần Thù nhìn tên đệ tử kia, ngươi chắc chắn chứ? Khi tiểu đội trinh sát chúng ta thuê rời đi, ta đã điều động những người gần đó đến theo dõi Vân Sơn. Người của chúng ta tận mắt nhìn thấy ngung thú lảo đảo bay về phía Đại Liệt Cốc. Dư Trần Thù cau mày nói, đám người Vân Sơn có truy kích không? Không có. Giản Đình Trung đáp. Bọn hắn không dám đi ra ngoài, trừ phi tên họ Lục kia tự mình ra tay. Nếu không Nhiếp Thanh Vân sẽ trở thành Tư Không Bắc Thần thứ hai. Suy nghĩ một lát, Dư Trần Thù hạ lệnh, mà Bất Ngôn, Giản Đình Trung, hai người theo ta đi một chuyến. Những người khác ở lại trấn thủ Thiên Vũ Viện. Vâng. Không bao lâu sau, một chiếc phi liễn rời khỏi Thiên Vũ Sơn cấp tốc bay về phía Tây. Mà lúc này, Ngu Thượng Nhung và Vu Chính Hải cũng đang phi hành đến Thiên Vũ Sơn. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, thấy phi liễn Thiên Vũ Viện xẹt ngang trên bầu trời như ngôi sao băng. Hai huynh đệ đưa mắt nhìn nhau rồi tăng tốc phi hành. Trong đại hạp cốc ở Thiên Luân Sơn Mạch, Lục Châu đã bổ sung xong năng lượng nguyên khí trong cơ thể. Sau đó hắn tò mò sử dụng thính lực thần thông. Lam quang xuất hiện bên tai, Lục Châu nghe được tiếng xì xào bàn tán, hẳn là ở bên này, nhỏ giọng một chút, đừng kinh động ngung thú. Lát nữa thăm dò xong vị trí của nó thì chúng ta nghĩ biện pháp đối phó, chỉ cần lấy được mệnh cách chi tâm là phát tài. Được, tốc chiến tốc thắng, dù là đám người Vân Sơn đuổi tới cũng không ai biết chuyện này có liên quan đến chúng ta. Nói xong mấy tu hành giả đồng loạt bay vào trong hạp cốc. Lục Châu điều động Tử Lưu Ly ẩn nấp khí tức toàn thân, ngay sau đó đám tu hành giả lướt ngang qua đầu hắn, toàn bộ đều là cao thủ nguyên thần cảnh. Lục Châu không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn về phía thi thể khổng lồ của ngung thú. Rõ ràng như vậy mà cũng tìm không thấy, mắt đám người này có vấn đề rồi sao? Rốt cuộc bay tới bay lui ba lần, đám tu hành giả mới kích động hô lên, ở chỗ này. Một tên tu hành giả lao vọt xuống đứng bên người ngung thú. Nó chết rồi. Những tu hành giả còn lại cũng đồng loạt phóng xuống, ai nấy đều lộ vẻ nghi hoặc. Kỳ quái, ngung thú vì sao không bay về xào huyệt mà lại chết ở chỗ này? Có vết thương chí mạng. Các ngươi nhìn kìa. Một tu hành giả trẻ tuổi đá vào vết thương của ngung thú, lập tức thi thể nó tách ra làm hai, vết cắt vô cùng chỉnh tề. Đám người trừng to mắt ngây ngốc. Mãi một lúc sau mới có người thở dài nói, ngung thú bị người ta giết chết rồi. Chúng ta đã tới chậm. Thật đáng tiếc, vậy mà lại bị nẫng tay trên. Vết thương này hẳn là do kiếm gây nên, có thể chém chết ngung thú bằng một nhát. Đây nhất định là cao thủ kiếm, đạo tuyệt đỉnh. Đám tu hành giả tiếc hận không thôi. Ngay khi bọn hắn vừa định rời đi chợt nghe tiếng đồng bọn kinh hô, có mệnh cách chi tâm. Đám người cả kinh nhìn sang. Một tu hành giả không ngại bẩn thỉu dùng tay không lấy mệnh cách chi tâm từ trong cơ thể ngung thú ra. Viên mệnh cách chi tâm có màu đỏ sậm như vầng mặt trời buổi sáng. Toàn bộ đám người đều trợn tròn mắt nhìn mệnh cách chi tâm với vẻ khao khát mãnh liệt. Bọn hắn không còn đủ lý trí để suy nghĩ xem tại sao người giết chết ngung thú lại không lấy mệnh cách chi tâm đi. Đúng lúc đó, một tu hành giả đứng bên phải đột nhiên rút bội đao ra chém văng đầu người đang cầm mệnh cách chi tâm. Xoẹt!
đầu lâu còn chưa kịp rơi xuống đất, hắn đã phóng tới chộp lấy Mệnh Cách Chi Tâm ôm vào trong ngực rồi bay vọt sang sườn núi bên cạnh. Thứ này là của ta. Trương Hạo, ngươi làm gì thế? Đám người kinh hoàng gào lên, không ngờ Trương Hạo lại đột nhiên ra tay. Trương Hạo liếc nhìn hai phía rồi nói nhanh, ta cảnh cáo các ngươi không được lại đây. Tu vi các ngươi đều không bằng ta, ai dám đuổi theo ta giết kẻ đó. Trương Hạo, ngươi giết người còn muốn bỏ trốn. Tu vi ngươi cao hơn bọn ta thật, nhưng ngươi lấy một địch năm được không? Một nam tử nói lớn, không thể để hắn rời đi, chúng ta liên thủ bắt lấy hắn. Được. Trương Hạo cả kinh, việc đã đến nước này không thể quay đầu, hắn tung người bay lên muốn rời khỏi Đại Hạp Cốc. Năm người kia cũng thi triển đại thần thông đuổi theo, chẳng mấy chốc đã vây công Trương Hạo. Giao ra Mệnh Cách Chi Tâm, chúng ta tha mạng cho ngươi. Vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh hay không. Hai bên lập tức lao vào kịch chiến. Lục Châu lắc đầu. Đám tu hành giả này hẳn là ở gần đây nên mới đến nhanh như vậy. Đáng tiếc thực lực bọn hắn lại không đủ để giữ được Mệnh Cách Chi Tâm. Đối với thứ gọi là may mắn, thế giới này vẫn luôn rất tàn nhẫn. Trên Hạp Cốc truyền tới tiếng cương khí điên cuồng va chạm. Lục Châu ngẩng đầu nhìn, tu hành giả tên Trương Hạo kia là Thất Diệp, đám người còn lại có 3 người Lục Diệp, 2 người Ngũ Diệp. Đều là đại tu hành giả. Hay là thuận tay xử lý bọn họ rồi đặt Mệnh Cách Chi Tâm trở lại thi thể ngung thú, sau đó tiếp tục ôm cây đợi thỏ. Ừm, cứ làm như vậy. Lục Châu chậm rãi đứng lên, vừa định động thủ thì bên tai chợt truyền đến tiếng động rất nhỏ. Có người đang đến gần. Lục Châu bèn thu tay lại, xoay người nhìn ra sau. Có 2 tu hành giả đang lén lén lút lút chạy tới đây. Xuyệt. Một trong 2 người đó nhìn thấy Lục Châu, đầu tiên là sửng sốt một chốc, sau đó hắn bình tĩnh lại, làm động tác bảo Lục Châu giữ im lặng. Hắc hắc, bằng hữu, không ngờ ngươi cũng trốn ở chỗ này, thì ra là đồng đạo nha. Lục Châu khẽ nhíu mày. Ngươi là... Đừng giả bộ, ta cũng nhìn thấy ngung thú rồi. Ngươi xưng hô như thế nào? Nam tử kia hỏi. Lão, ta họ Lục. Lục Châu đáp. Suýt nữa, lại tự xưng là Lão Phu. Thẳng thắn với nhau nhé, ta là Ngụy Tuấn Tử, đây là tiểu đệ của ta. Xuyệt. Phanh phanh phanh. Mệnh Cách Chi Tâm. 2 tòa pháp thân liên tục va chạm, một người rơi thẳng xuống đâm sầm vào núi đá chết tươi. Thấy vậy Ngụy Tuấn Tử lắc đầu nói, thật đáng thương, Mệnh Cách Chi Tâm nào có dễ cầm như vậy. Lục Châu nghi hoặc hỏi, không phải ngươi cũng đến cướp nó sao? Các bạn đang nghe chuyện Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện của tác giả Mưu Sinh Nhâm Truyền Bồng tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1003. Ta không có, ta đâu có ngu ngốc như vậy, Ngụy Tuấn Tử nói. Lục Châu cảm thấy người này giống Giang Ái Kiếm 3 phần, nhưng Ngụy Tuấn Tử lại có vẻ to gan hơn một chút. Tiếng chém giết trong Hạp Cốc rốt cuộc cũng kết thúc. Lục Châu quay đầu nhìn sang. Trương Hạo đã mất đi một cánh tay, trên thân toàn là máu, đang lạnh lùng nhìn thi thể dưới đất. Ngụy Tuấn Tử nói, cá lớn sắp tới, trốn đi kẻo bị phát hiện. Nói xong hắn lập tức nắm cánh tay tên tiểu đệ lui về bên trong rừng rậm. Thấy Lục Châu vẫn đứng yên bất động, Ngụy Tuấn Tử vẫy vẫy, ê Lục huynh, mau tới đây. Lục Châu có Tử Lưu Ly nên không sợ bị phát giác, nhưng cũng nâng bước đi về phía Ngụy Tuấn Tử. Sau khi giết đám đồng bọn, Trương Hạo nắm chặt Mệnh Cách Chi Tâm trong tay bay về phía hẻm núi. Hắn muốn rời khỏi nơi này, chỉ cần trốn vào nơi thâm sơn cùng cốc sẽ không ai có thể tìm được hắn. Thế nhưng, ngay khi Trương Hạo vừa bay đến cửa khẩu Hạp Cốc, một tòa pháp thân cửu diệp bỗng từ trên trời giáng xuống. Ầm, pháp thân sừng sững xuất hiện trước mặt Trương Hạo, nện gãy đám cây cối xung quanh. Một tu hành giả đứng trên pháp thân hờ hững nhìn hắn. Cảm ơn ngươi đã giúp ta lấy được Mệnh Cách Chi Tâm. Hai mắt Trương Hạo trừng lớn, bờ môi run run, hai chân va vào nhau lập cập. Hắn biết, mình xong đời. Mệnh Cách Chi Tâm trượt khỏi tay hắn lăn lông lốc dưới đất. Thiên Hỏa Môn, Phùng Tử Hà. Trương Hạo run rẩy lui về sau mấy bước. Phùng Tử Hà hờ hững lắc đầu, viên Mệnh Cách Chi Tâm bay vào trong tay hắn, các ngón tay khẽ run nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh. Mệnh Cách Chi Tâm của Mệnh Cách Thú nên được trân trọng giữ gìn. Ngươi không có lòng kính trọng, đáng chém. Nói xong Phùng Tử Hà tung ra một chưởng. Không, không. Trương Hạo xoay người bỏ chạy nhưng chưởng đao kia đã phân thây hắn thành nhiều mảnh. Phùng Tử Hà cầm chặt Mệnh Cách Chi Tâm trong tay,
trái tim đập vang trong lồng ngực, hắn nhanh chóng thu hồi pháp thân rồi liếc nhìn bốn phía. Quả nhiên nhìn thấy từ ba hướng khác nhau có ba tòa pháp thân cửu diệp đang bay lướt tới. Khốn kiếp! Phùng Tử Hà quả quyết chạy vào trong hạp cốc sau lưng. Vừa rồi muốn ngăn cản Trương Hạo, hắn không thể không vận dụng pháp thân để tốc chiến tốc thắng, đáng tiếc vẫn bị người ta nhìn thấy. Trong rừng rậm, Ngụy Tuấn Tử cười ha hả nói, không ngoài dự liệu của ta. Theo ta đi, ta dẫn ngươi đi xem trò hay. Lục huynh đệ, đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta rất quen thuộc địa hình khu vực này. Ngươi không sợ ta giết ngươi? Lục Châu hỏi, chúng ta không mâu thuẫn về lợi ích, giết nhau làm gì? Chẳng bằng hai ta hợp tác, nếu gặp may thì mệnh cách chi tâm sẽ thuộc về ngươi. Ta không yêu cầu quá cao, đợi khi bọn hắn rời đi, ta vơ vét đồ tốt trên các thi thể là được. Ngụy Tuấn Tử nói, Lục Châu liếc nhìn hắn, không dẫn ta theo ngươi cũng có thể làm được. Ngụy Tuấn Tử cười đáp, ngươi thật cẩn thận, rất có phong phạm của ta, đi hay không thì tùy ngươi vậy. Nói xong hắn và tên tiểu đệ cấp tốc chạy vào con đường mòn dẫn xuống dốc núi. Lục Châu thong dong đi theo sau. Không bao lâu sau, ba người đã đến chỗ sâu trong hạp cốc. Xịt! Ngụy Tuấn Tử lại làm động tác giữ im lặng, ba người trốn sau một vách đá. Quả nhiên ba tên cửu diệp vừa xuất hiện cũng đuổi theo Phùng Tử Hà đến chỗ sâu trong hạp cốc. Hắn nhất định trốn ở trong này, chúng ta ngăn đường ra không cho hắn chạy. Ra đây đi! Giao mệnh cách chi tâm ra, Xích Nhật Môn sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Ra đây! Hai chữ cuối mang theo sóng âm rung động toàn bộ hạp cốc, những người tu vi thấp không cách nào chống cự. Tên tiểu đệ của Ngụy Tuấn Tử sắc mặt trắng bệch, cố nhịn để không phát ra âm thanh nào. Còn không ra, đừng trách Xích Nhật Môn chúng ta ra tay vô tình. Ta bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 1. Sóng âm tăng lên, ba tòa pháp thân lại bay vào sâu trong hạp cốc. Lông mày Ngụy Tuấn Tử nhíu chặt. Sao người của Thiên Vũ Viện còn chưa tới? Bọn hắn sẽ đến. Lục Châu hỏi, mệnh cách chi tâm xuất hiện, bọn hắn chắc chắn sẽ tìm đến. Tên cáo giả họ Lục trên Vân Sơn đúng là có chút thủ đoạn, còn nghĩ ra được phương pháp này để hấp dẫn các phương thế lực tới. Chỉ là ta nghĩ mãi cũng không rõ, vì sao hắn lại phải làm như vậy. Cáo giả, Lục Châu nhíu mày, xem ra Ngụy Tuấn Tử biết được không ít chuyện. Ha ha, ngươi cùng họ với hắn đó. Ngụy Tuấn Tử vừa nói xong, sâu trong hạp cốc đột nhiên xuất hiện một cột sáng màu đỏ rực bắn thẳng lên trời. Hắn kinh ngạc nói, lực lượng mệnh cách. Lực lượng mệnh cách là gì? Lục Châu lại hỏi. Ngụy Tuấn Tử nhìn Lục Châu vẻ dò xét. Cách nói chuyện và khí chất của ngươi không giống như những kẻ mới bắt đầu tu hành. Sao ngay cả chuyện này mà cũng không biết? Vậy ngươi có biết làm cách nào để thông huyền cảnh có thể khống chế được ba đạo kiếm cương không? Lục Châu lườm hắn. Mỗi người đều có lĩnh vực mình am hiểu. Ngươi thắng. Ngụy Tuấn Tử giơ hai tay lên đầu hàng. Hắn quả thật không biết câu trả lời. Lực lượng của mệnh cách là loại lực lượng đặc thù có trong mệnh cách chi tâm, được dùng để khai mệnh cách. Phùng Tử Hà này đúng là kẻ điên, hắn làm thế chẳng phải là đang bại lộ vị trí của mình sao? Phùng Tử Hà rõ ràng là cố ý phóng thích lực lượng mệnh cách. Ba cao thủ của Xích Nhật Môn lập tức dừng lại, thu hồi pháp thân, hàng chân mày nhíu chặt. Không kịp rồi, hắn muốn thu hút toàn bộ cao thủ đến đây. Không được, chúng ta vất vả lắm mới tìm được mệnh cách thú, sao có thể từ bỏ? Ba người lăng không lơ lửng tranh luận với nhau. Không còn kịp nữa. Phía đông nam và đông bắc Thiên Luân Sơn Mạch xuất hiện hai chiếc phi liễn, phía tây có tu hành giả khống chế cự thú đang cấp tốc bay tới. Giọng nói của Phùng Tử Hà chợt vang lên, ta không lấy được, các ngươi cũng đừng hòng cầm, ha ha ha. Ba cao thủ Xích Nhật Môn nhìn nhau rồi nói, Xích Nhật Môn bọn ta không lấy cũng được, nhưng mà ngươi thì chắc chắn phải chết. Mệnh cách chi tâm đã biến thành củ khoai lang nóng phỏng tay, ai cầm thì người đó xui xẻo. Chương 1004. Ba người Xích Nhật Môn bay lùi về sau, lăng không quan sát, im lặng chờ cao thủ các phương đến. Ngụy Tuấn Tử nhìn cao thủ từ bốn phương tám hướng đổ về, không khỏi kinh ngạc nói, họ Lục kia đúng là lão hồ ly, một chiêu này ta bội phục, hoàn toàn bội phục. Lục Châu nhíu mày, giả vờ hỏi, là cạm bẫy. À, ta đã tận mắt nhìn thấy ba đại cao thủ Vân Sơn chiến đấu với ngung thú, tình huống lúc đó rõ ràng là có thể giết chết ngung thú. Thế nên ta đoán rằng chuyện này chỉ có một khả năng, Vân Sơn muốn làm ngư ông đắc lợi. Ngụy Tuấn Tử đáp,
vì sao ngươi lại đến gần Vân Sơn? Lục Châu hỏi. Lục huynh đệ, đừng hỏi. Vậy vì sao ngươi lại dẫn ta đến đây? Lục Châu tiếp tục truy vấn. Những người đến Hạp Cốc này đều muốn có được mệnh cách chi tâm, Ngụy Tuấn Tử không có lý do gì lại mang theo Lục Châu, vô duyên vô cớ tạo thêm cho mình một đối thủ cạnh tranh. Lát nữa ngươi sẽ biết. Ngụy Tuấn Tử lộ ý cười. Đừng lo lắng, ta sẽ không hại ngươi. Ba chiếc phi liễn và một con tọa kỵ phi cầm bay đến trên bầu trời Hạp Cốc. Đám người Xích Nhật Môn lăng không bay lên. Xích Nhật Môn Tôn Kiệt tham kiến chư vị tiền bối. Hắn có thể cảm giác được khí tức cường đại tỏa ra từ mấy chiếc phi liễn. Nhưng cả ba chiếc phi liễn đều không đoái hoài gì đến hắn mà chỉ lăng không dừng lại. Một lát sau, trong chiếc phi liễn màu đỏ ở phía đông truyền ra một âm thanh trầm thấp. Hồ Lạp Nhĩ, nơi này không có chuyện của ngươi. Hồ Lạp Nhĩ là người dị tộc. Hắn là người cưỡi tọa kỵ phi cầm tới đây, toàn thân trắng kiện nhưng lại không dám có ý kiến gì, chỉ đành khom người nói với người trong hồng liễn, cáo tử. Trong ba chiếc phi liễn đều là cao thủ của đại đường, dù hắn rất muốn có được mệnh cách chi tâm thì cũng không dám tranh đoạt với bọn họ, bèn ngoan ngoãn rời đi. Ba người Xích Nhật Môn đến thở mạnh cũng không dám. Còn lại ba chiếc phi liễn tỏa ra khí thế như bài sơn đảo hải khiến Hạp Cốc càng lúc càng trở nên thần bí. Người ngồi trong hồng liễn chợt nói với vẻ kinh ngạc, Côn Lôn Chính Tông và Trùng Hư Quan. Quả nhiên, đã có thập diệp. Hai chiếc phi liễn còn lại trông lớn hơn hồng liễn rất nhiều. Dư viện trưởng, đã lâu không gặp. Người ngồi trong cự liễn của Côn Lôn Chính Tông lên tiếng đáp trả. Dư viện trưởng đại giá quang lâm, đúng là quý nhân khó gặp. Cự liễn của Trùng Hư Quan cũng vang lên tiếng trêu tức. Thiên Vũ Viện, Côn Lôn Chính Tông và Trùng Hư Quan là ba đại thế lực tạo thành thế chân vạc. Các tông môn khác không ai dám đến gần, chỉ có thể quan sát từ xa. Thiên Luân Sơn Mạch rơi vào yên tĩnh. Một lát sau, Dư Trần Thù ngồi trong hồng liễn mới mở miệng nói, mệnh cách chi tâm ta nhất định phải lấy được. Ta sẽ dùng bảo vật khác để đền bù cho Côn Lôn Chính Tông và Trùng Hư Quan. Đây là ranh giới cuối cùng của ta. Phương thức đàm phán của đại lão quả nhiên vô cùng trực tiếp và dứt khoát. Ngụy Tuấn Tử nghe mà nhiệt huyết sôi trào. Hắn đặt ngón tay bên môi ra hiệu với tiểu đệ tuyệt đối không được phát ra bất kỳ âm thanh nào, cho dù là tiếng hít thở. Cự liễn của Côn Lôn Chính Tông vang lên tiếng cười trầm thấp. Dư viện trưởng định bù đắp như thế nào? Đây chính là mệnh cách chi tâm đó. Ta cũng rất muốn biết. Tuy là ba phương đàm phán nhưng ai cũng có thể nghe ra Côn Lôn Chính Tông và Trùng Hư Quan đã đứng về một phía. Lục Châu liếc nhìn ba chiếc phi liễn trên không trung. Có thể tự tin đàm phán với Thiên Vũ Viện như thế. Trong 2000 năm qua hai đại tông môn này nhất định đã có thập diệp ra đời. Nay mệnh cách thú xuất hiện nên bọn hắn mới không tiếp tục che giấu nữa. Một kiện vũ khí hoang cấp, vạn tấm cực phẩm phù chỉ, năm kiện vũ khí thiên giai, các công pháp tu hành đỉnh cấp của ba nhà nho Phật đạo mỗi loại một bản. Dư Trần Thù hờ hững nói, Thiên Vũ Viện quả nhiên tài đại khí thô. Trước kia Cứu Thiên Viện lưu lại nhiều đồ như vậy thật khiến người ao ước. Côn Lôn Chính Tông nói, nội tình của Cứu Thiên Viện quá thâm sâu, Trùng Hư Quan tự biết mình không địch nổi. Trùng Hư Quan cũng nói hùa vào. Dư Trần Thù không thèm để ý đến lời chào phúng của bọn họ, chỉ cần nói là có đồng ý hay không. Hôm nay Dư Viện trưởng một mình đến đây, e là có hơi qua loa khinh địch. Côn Lôn Chính Tông không ngừng khiêu khích, nói có lý. Đây là mệnh cách thú đó, một kiện vũ khí hoang cấp e là. Đại Tông Môn đương nhiên không coi trọng vũ khí dưới hoang cấp. Huống chi Thiên Vũ Viện còn nổi tiếng là tài đại khí thô. Đúng lúc này, cao thủ Tôn Kiệt của Xích Nhật Môn vội vàng lên tiếng, các vị tiền bối, xin cho ta nói một câu. Trong Hạp Cốc còn có một tên cửu diệp đang nắm giữ mệnh cách chi tâm, lực lượng mệnh cách là do hắn kích phát. Bây giờ không phải lúc để tranh luận, nếu lực lượng trong mệnh cách bị dùng sạch thì sẽ mất đi khả năng khai mệnh cách. Không bằng bây giờ để ta đi xuống đó thu hồi mệnh cách chi tâm trước. Hắn vừa nói xong, ba chiếc phi liễn đều im lặng không, lên tiếng. Lục Châu theo bản năng đưa tay lên vuốt râu. Phải khiến bọn hắn đánh nhau mới được, nếu để ba bên đàm phán thành công thì kế hoạch của lão phu chẳng phải là thành công cốc rồi. Ngụy Tuấn Tử vung tay bày ra một bình chướng cách âm, gần như không tạo ra chút nguyên khí ba động nào. Hắn thấp giọng cười, bộ dạng này của ngươi thật buồn cười. Ánh mắt Lục Châu nhìn Ngụy Tuấn Tử vẻ dò xét, sau đó điềm nhiên nói, ngươi muốn tính kế lão phu. Lão phu, trung niên nhân lại tự xưng như vậy thật là lúng túng. Ngụy Tuấn Tử xấu hổ cười một tiếng, Lục huynh đệ cẩn thận quá. Đừng căng thẳng,
Cứ xem tiếp đi. Lục Châu ngẩng đầu nhìn về phía ba chiếc phi liễn. Ngụy Tuấn Tử lại nói, nếu bọn hắn không đánh nhau thì làm sao xứng đáng với cách cục tốt thế này chứ? Ta nói cho ngươi biết, sâu bên trong liệt cốc còn có mệnh cách thú. Còn có mệnh cách thú. Trong lòng Lục Châu khẽ động. Các bạn đang nghe chuyện Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùng Phản Diện của tác giả Mưu Sinh Nhâm Truyền Bồng tại thư viện sách nói miễn phí. chuyendocviet.com Chương 1005. Thực lực Thiên Vũ Viện quá mạnh, Trùng Hư Quan và Côn Lôn Chính Tông có vẻ không biết tự lượng sức mình. Đàm phán xong nhiều nhất cũng chỉ được thêm mấy món đồ vật. Nếu bọn hắn biết bên trong hạp cốc còn có mệnh cách thú, ngươi nói xem, mọi chuyện sẽ như thế nào? Lục Châu nhíu mày. Kết cục tất nhiên sẽ là đại chiến. Hai đại tông môn kia không có khả năng để cho Thiên Vũ Viện độc chiếm hai viên mệnh cách chi tâm. Ngươi muốn phá vỡ thế cân bằng này. Lục Châu nhìn Ngụy Tuấn Tử không chớp mắt. Đây chính là mục đích ta bảo ngươi tới. Ngụy Tuấn Tử vừa nói vừa lấy ra một cái bình nhỏ màu xanh lục. Đây là đan dược có khả năng giả tạo khí tức sinh mệnh, trong khoảng thời gian ngắn có thể bộc phát khí tức cực kỳ nồng đậm. Năng lực phân biệt thật giả của hung thú rất kém, bọn chúng sẽ bị ngươi hấp dẫn tới. Cho nên, Lục huynh đệ, làm phiền ngươi. Nói xong hắn đưa bình nhỏ cho Lục Châu. Lục Châu nghi hoặc hỏi, đưa lão phu, chứ còn ai vào đây? Ngụy Tuấn Tử nhún vai, trong ba người chúng ta chỉ có ngươi là thích hợp nhất. Đừng có mở miệng ra là xưng lão phu, tuổi tác ngươi không lớn sao cứ như ông cụ non thế. Lục Châu cầm lấy bình nhỏ màu xanh lục. Ngụy Tuấn Tử tiếp tục nói, trước đó ta đã điều tra hạp cốc này rất lâu. Lát nữa ngươi mở bình ra, kết cục đạt được thứ gì thì phải dựa vào may mắn của mỗi người. Ngươi thấy thế nào? Tự ngươi có thể làm được, sao phải để lão phu làm? Mệnh cách thú rất cường đại, ta không có can đảm. Nói xong, Ngụy Tuấn Tử triệt tiêu bình chướng, đồng thời lại ra hiệu cho hai người im lặng. Lục Châu không nói gì nữa, lẳng lặng quan sát đám đại lão. Trên hồng liễn, Dư Trần Thù bình tĩnh nói, các ngươi lòng tham không đáy, chẳng lẽ còn muốn đòi hai kiện vũ khí hoang cấp hay sao? Côn Lôn Chính Tông đáp, Dư Viện, trưởng không cần phải lo, bên ta có đủ nhân thủ sử dụng, chỉ e Thiên Vũ Viện không đủ vũ khí hoang cấp đưa bọn ta mà thôi. Trong lời nói sặc mùi trào phúng, nhưng đã lên đến cấp bậc đại lão, chẳng ai vì một vài câu nói khích bác của đối phương mà không giữ được bình tĩnh. Vậy thì hai kiện vũ khí hoang cấp, đây là ranh giới cuối cùng. Dư Trần Thù trầm thấp nói, sảng khoái. Khi Trùng Hư Quan vừa mới lên tiếng, cột sáng màu đỏ bỗng vụt tắt. Ba cao thủ Xích Nhật Môn hô lớn, các vị tiền bối, cẩn thận ra hỏa kia bỏ chạy. Hắn chạy không được. Trong hồng liễn có hai bóng người bay ra lao vào hạp cốc. Giản Đình Trung, mà bất ngôn, Thiên Vũ Viện quả nhiên không chỉ có một mình Dư Trần Thù đến. Thân ảnh hai vị trưởng lão nhanh như thiểm điện lao vào sâu bên trong hạp cốc. Phùng Tử Hà ôm lấy mệnh cách chi tâm điên cuồng chạy trốn. Hắn không muốn đám đại lão đàm phán thành công, vì như thế kết cục của hắn chắc chắn là cái chết. Chỉ có thừa dịp loạn lạc bỏ trốn thì mới có cơ hội sống. Giản Đình Trung và Mạc Bất Ngôn cầm trong tay vũ khí hoang cấp tàn phá khắp nơi trong hạp cốc. Không thể không nói, nội tình Thiên Vũ Viện quá dày, ngay cả trưởng lão cũng được sử dụng vũ khí hoang cấp. Chẳng trách Dư Trần Thù có thể bỏ ra bốn kiện vũ khí hoang cấp để đổi lấy mệnh cách chi tâm. Ai dám đến đây, ta sẽ nhảy xuống vực. Từ sâu trong hạp cốc truyền ra giọng của Phùng Tử Hà. Giản Đình Trung và Mạc Bất Ngôn dừng tay, lăng không nhìn về phía hắn. Giao mệnh cách chi tâm ra, ta có thể tha mạng cho ngươi. Mạc Bất Ngôn nói, không được. Ta liều chết lấy được mệnh cách chi tâm, dựa vào cái gì phải giao cho các ngươi? Muốn chết. Hai trưởng lão vừa định động thủ thì Dư Trần Thù ngồi trong hồng liễn chợt lên tiếng, khoan đã. Giản Đình Trung và Mạc Bất Ngôn lập tức đứng yên bất động. Ngữ khí Dư Trần Thù rất nhẹ nhàng, truyền âm nói, ngươi muốn thứ gì? Phùng Tử Hà cười lạnh, ngươi có thể cho ta cái gì? Hồng cấp, đám người cả kinh. Khí độ của Dư Trần Thù quả thật đã vượt xa dự liệu của mọi người. Nếu phải so sánh thì đối với Cửu Diệp, vũ khí hồng cấp mang lại giá trị cao hơn mệnh cách chi tâm rất nhiều. Ai có thể không động tâm? Thế nhưng là, hắn sẽ cho thật sao? Phùng Tử Hà hừ một tiếng, muốn lừa gạt ta. Chúng ta cùng nhau hao tổn đi. Ai dám đến gần, ta sẽ ném thứ này vào khe vực, ai cũng đừng hòng lấy được. Dư Trần Thù nhíu mày.
Sự tình thật phức tạp, nhiều biến số. Mà Lục Châu đang nấp sau vách đá cũng đồng thời nhíu mày. Mệnh cách chi tâm của lão phu không thể để mất được. Đúng lúc này, Ngụy Tuấn Tử đột nhiên lên tiếng, xin lỗi. Hắn vung ra một cái bình màu xanh lục khác, bình đập lên vách đá phát ra thanh âm thanh thúy. Choang, Lục Châu quay sang nhìn hắn. Không ngờ Ngụy Tuấn Tử không chỉ có một cái bình. Tiếng vang đã thu hút sự chú ý của đám đại lão. Trên không trung, ai lén lút nấp ở đó? Trùng hư quan trầm giọng quát. Ngụy Tuấn Tử biết hành động lần này chắc chắn sẽ làm bại lộ nơi ẩn nấp, thế là phất tay nói với Lục Châu, lần sau gặp lại. Lục Châu nhấc tay chộp lấy Ngụy Tuấn Tử, chút mánh khóe đó cũng dám khoe khoang trước mặt lão phu. Ngụy Tuấn Tử biến sắc, hắn cảm nhận được bàn tay Lục Châu như gọng kìm sắt kẹp lấy mình không thể nhúc nhích. Đồng thời đao cương từ trên phi liễn đánh xuống chỉ trong giây lát đã chém nát vách đá che chắn, ba người Lục Châu lập tức lộ ra trước mắt mọi người. Ngụy Tuấn Tử mở to hai mắt, ngươi. Cần gì chứ? Mau thả ta ra. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía ba người. Giản Đình Trung nheo mắt nhìn, bỗng kinh ngạc nói, Ngụy Tuấn Tử, sao ngươi lại ở đây? Ngoài ý muốn, chỉ là ngoài ý muốn, ta đến để xem trò vui thôi. Các vị xin cứ tự nhiên. Thế nhưng bả vai hắn đã bị cương ấn của Lục Châu kẹp chặt, muốn động cũng không động được. Đám người lại nhìn sang Lục Châu. Lục Châu chợt ngẩng đầu lên nói, Thiên Vũ Viện tài đại khí thô, nếu muốn có mệnh cách chi tâm, hay là cũng cho ta một kiện vũ khí đi. Giản Đình Trung và Mạc Bất Ngôn nhíu mày, Ngụy Tuấn Tử lại càng há hốc mồm. Ngươi trâu lắm, dám cùng Thiên Vũ Viện đòi chia phần. Chương 1006. Nhưng không ngờ Dư Trần Thù trong Hồng Liễn lại thả lòng nói, hôm nay người nào đến đều có phần. Nếu ngươi muốn thì cho ngươi một kiện vũ khí thiên giai. Thiên Vũ Viện không hổ danh là tông môn giàu có nhất đại đường. Ngụy Tuấn Tử nghe thấy Lục Châu được vũ khí thiên giai đã là rất có lời. Tốt nhất là hồng cấp, Lục Châu đĩnh đạc nói. Ngụy Tuấn Tử đầu đầy hoang mang. Không ai ngờ được nam tử trung niên trốn trong góc này lại dám đưa ra yêu cầu quá phận đến thế. Ngươi là ai? Giản Đình Trung bay tới hỏi. Ta là ai không quan trọng. Lục Châu vẫn tóm chặt Ngụy Tuấn Tử không hề có ý định buông tay. Giản Đình Trung cười nói, cho ngươi vũ khí hồng cấp, ngươi dám dùng sao? Trên đời này còn có vũ khí ta không dám dùng. Lục Châu lắc đầu nói, cho ngươi thiên giai đã là tốt lắm rồi, ngươi còn lòng tham không đáy. Vũ khí của Thiên Vũ Viện mà ngươi cũng dám đòi. Xoẹt. Đúng lúc này, ánh mặt trời dọi vào vị trí chiếc bình màu xanh lục đã vỡ. Luồng khí màu lục từ từ bốc lên bay về phía Lục Châu. Lục Châu tiện tay vung lên dùng cương khí xua chúng đi. Ngụy Tuấn Tử nói, vô dụng thôi, thứ này rất bám mùi. Vừa rồi chiếc bình ta đưa ngươi là dược tề không màu không mùi, có tác dụng hấp thu luồng khí này. Ngươi thả ta ra, ta giúp ngươi giải khai. Lục Châu lắc đầu, hờ hững nói, lão phu vốn cho rằng ngươi là nhân tài có thể thu nhận và bồi dưỡng. Đáng tiếc, thiên đường có cửa ngươi không đi, địa ngục không lối ngươi lại vào. Hả? Luồng khí màu lục tiếp tục bay tới gần người Lục Châu. Giản Đình Trung trầm giọng nói, buông hắn ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lúc này, từ phi liễn của trùng hư quan bay ra một đạo trưởng ấn đánh xuống. Lê ma lê mề, ồn ào chết đi được. Đánh chết là xong. Trưởng ấn đánh thẳng vào người Lục Châu. Khi mọi người ở đây đều cho rằng hắn sẽ chết không thể nghi ngờ, Lục Châu lại phất tay áo. Trưởng ấn lập tức biến mất. Là cao thủ, sinh mệnh khí tức càng ngày càng cường đại, sâu trong hạp cốc rốt cuộc truyền ra tiếng gầm rú. Cự thú, a, à, một tiếng kêu thê lương vang lên vọng khắp cả hạp cốc. Ao, Phùng Tử Hà bị hung thú đánh bị thương, vội vàng gọi ra pháp thân bay về phía chân trời. Mệnh cách chi tâm vẫn còn nằm trong tay hắn. Động thủ, đám người Giản Đình Trung và Mạc Bất Ngôn lập tức gọi ra pháp thân công kích tới. Trên cự liễn của Côn Lôn Chính Tông có 6 vị cửu diệp bay ra, trùng hư quan cũng không chịu thua kém, mấy vị cửu diệp ồ ạt nhảy xuống đánh tới. Toàn bộ hạp cốc chỉ trong khoảnh khắc đã bị pháp thân cửu diệp chiếm cứ. Trước mặt lợi ích, mọi phương án hòa đàm đều sụp đổ. Dư Trần Thù trầm giọng nói, các ngươi quên ước định với ta rồi sao? Dư viện trưởng, ít ra ngươi cũng phải lấy đồ vật ra mới được, chỉ khoác lác ngoài miệng ai mà tin. Bọn ta nắm được mệnh cách chi tâm trong tay rồi trao đổi với ngươi chẳng phải càng ổn thỏa hơn sao? Nói rất đúng, Dư viện trưởng,
trùng hư quan bọn ta đâu phải đang cướp đồ của ngươi. Sớm muộn gì thứ này cũng thuộc về ngươi thôi mà. Dư Trần Thù nào phải người ngu, hắn tức giận vỗ bàn một cái, chiếc bàn tan nát thành bột mịn. Ngao! Tiếng cự thú kêu như chúa sơn lâm gào thét, đá vụn trên Thiên Luân Sơn mạch ào ào rơi xuống. Ngụy Tuấn Tử cười ha hả nói, mau buông ta ra, nếu không ngươi cũng đừng hòng chạy. Năm ngón tay Lục Châu co lại, bóp nát cương khí hộ thể của Ngụy Tuấn Tử. Ngụy Tuấn Tử rơi phịch xuống đất ngay cạnh chân Lục Châu. Hắn vừa định đứng lên, Lục Châu lại nâng tay chưởng xuống. Ầm, Phật Đà thủ ấn, ngươi là người Phật môn. Ngụy Tuấn Tử trừng to mắt thốt lên, lão đại, ta đến cứu huynh. Tên tiểu đệ đột nhiên phóng tới, trong tay xuất hiện một thanh chủy thủ đâm về phía lồng ngực Lục Châu. Lục Châu không thèm nhìn hắn, cương khí trên người bắn ra. Phốc, tên tiểu đệ phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra sau. Lục Châu phẩy tay, chiếc bình chứa luồng khí màu xanh lục nằm dưới đất bay về phía tên tiểu đệ rồi vỡ vụn giữa không trung. Toàn bộ luồng khí màu lục bám vào trên người hắn. Sắc mặt Ngụy Tuấn Tử trắng bệch hô lên, đừng. Lục Châu bình tĩnh đáp, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm vì hành vi của mình. Ngươi cũng không ngoại lệ. Con mãnh thú ẩn nấp trong hạp cốc cảm nhận được sinh mệnh lực cường đại, lập tức gầm lên một tiếng vang cả đất trời. Trên bầu trời, Phùng Tử Hà bị rất nhiều cửu diệp vây đánh. Hắn chỉ có một người, không cách nào địch lại số lượng cửu diệp đông đảo như thế. Chỉ trong giây lát, pháp thân của Phùng Tử Hà đã bị xé nát. Phùng Tử Hà hai mắt long lên, quát lớn, cùng chết đi. Nghĩ thật hay. Phùng Tử Hà còn chưa kịp làm gì, một bóng mờ đã chém ngang lồng ngực hắn. Ngay cả cơ hội tự bạo cũng không có, đan điền khí hải của hắn đã bị người ta phá hỏng. Tình hình quá mức hỗn loạn, hắn còn không kịp nhìn rõ ai là người đã ra tay với mình. Phùng Tử Hà dùng hết sức bình sinh còn lại ném viên mệnh cách chi tâm trong tay đi thật xa. Mệnh cách chi tâm, đám người kinh hô. Phùng Tử Hà cười ha hả mấy tiếng rồi thỏa mãn nhắm mắt lại, rơi thẳng xuống dưới. Đám người mặc kệ cái chết của Phùng Tử Hà, điên cuồng lao về phía mệnh cách chi tâm. Ba tên cửu diệp thi triển đại thần thông thuật vọt tới. Ba tòa pháp thân va chạm khiến mệnh cách chi tâm bị cương khí chấn động đánh bay. Lúc này, Dư Trần Thù ngồi trong Hồng Liễn lại hạ lệnh, kẻ nào dám đối lập với Thiên Vũ Viện, giết không tha. Tuân lệnh, Giản Đình Trung và Mạc Bất Ngôn đã nhịn không nổi nữa, chỉ ước gì được đại khai sát giới. Nghe mệnh lệnh viện trưởng, hai người gọi ra pháp thân và vũ khí hoang cấp nhào vào đám cửu diệp. Hạp cốc hoàn toàn loạn thành một nùi. Dư Trần Thù, ngươi dám. Trên cự liễn trùng hư quan truyền tới âm thanh bất mãn. Dư Trần Thù nhìn chằm chằm vào chỗ sâu trong hạp cốc, cảnh giác đề phòng con cự thú đang tiến đến gần, miệng thản nhiên đáp, ta đã cho các ngươi cơ hội nhưng các ngươi lại không biết quý trọng. Sau ngày hôm nay, Thiên Vũ Viện sẽ huyết tẩy Côn Lôn Chính Tông và trùng hư quan. Các bạn đang nghe chuyện đồ đệ của ta đều là trùng phản diện của tác giả Mưu Sinh Nhâm Truyền Bồng tại thư viện sách nói miễn phí. chuyendocviet.com. Chương 1007. Ngươi, tốt, rất tốt. Rõ ràng người của trùng hư quan đã cực kỳ tức giận. Đám cao thủ Côn Lôn Chính Tông và trùng hư quan lập tức tụ lại về một phía cùng nhau chống cự Giản Đình Trung và Mạc Bất Ngôn. Không ai quan tâm đến Lục Châu, cũng không ai quan tâm đến Xích Nhật Môn hay các tu hành giả môn phái khác. Lục Châu nhìn tình hình chiến đấu trong hạp cốc, đột nhiên cảm giác được năm đó Tư Vô Nhai bị người ta chán ghét đến tận xương tủy không phải là không có đạo lý. Ngụy Tuấn Tử ngẩng đầu nhìn Lục Châu rồi cười ha hả, có ý nghĩa gì đâu. Ngươi cũng chẳng chiếm được thứ gì. Lục Châu không thèm để ý đến hắn mà tiếp tục quan sát thiên không. Chỉ trong chốc lát đã có hai cửu diệp vẫn lạc. Dư Trần Thù là người tâm tư cẩn thận, sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai có khả năng uy hiếp đến mệnh cách chi tâm. Hắn quay sang nói với ba cao thủ Xích Nhật Môn. Nếu các ngươi hiệp trợ Thiên Vũ Viện thanh lý đám người trong hạp cốc, mỗi người các ngươi đều sẽ được thưởng một kiện vũ khí hoang cấp. Ba người lập tức mừng rỡ vô cùng, đa tạ Dư tiền bối. Dư Trần Thù nhìn xuống bên dưới, thấp giọng lẩm bẩm, cao thủ Vân Sơn rốt cuộc trốn ở chỗ nào? Ầm ầm ầm, sâu trong hạp cốc truyền đến tiếng va đập, tựa như hung thú đang va chạm với dãy núi trong Thiên Luân Sơn. Lục Châu nhìn sang, cũng tự mình lẩm bẩm, còn cao thủ nào khác không? Giống như Dư Trần Thù, Lục Châu cũng không để ý đến cuộc chiến của cửu diệp. Ngay khi Lục Châu đang quan chiến, ba người Xích Nhật Môn đáp xuống sau lưng hắn.
người không có phận sự phải mau chóng rời khỏi Thiên Luân Hạp Cốc, nếu không giết chết bất luận tội. Tôn Kiệt lạnh lùng nói với Lục Châu và Ngụy Tuấn Tử. Lục Châu đứng chắp tay sau lưng, liếc mắt nhìn ba người. Ngươi đang nói chuyện với lão phu. Tôn Kiệt gật đầu nhìn thoáng qua Ngụy Tuấn Tử nằm bẹp dưới đất. Lời của viện trưởng Thiên Vũ Viện ngươi cũng nghe rồi đó, còn cần bọn ta động thủ. Lúc này hồng liễn của Dư Trần Thù bắt đầu bay vào sâu trong hạp cốc. Chỉ trong mấy giây đã bay xa cả ngàn mét, đến được chỗ sâu nhất bên trong hạp cốc có địa hình và tầm nhìn trống trải. Ba tên cao thủ Xích Nhật Môn đưa mắt nhìn nhau, thấy Lục Châu vẫn đứng yên không động, Tôn Kiệt nói, đắc tội. Hai người đứng hai bên trái phải lách mình hiện ra trước mặt Lục Châu định tóm bờ vai hắn, nhưng Lục Châu đã xoay người, cương khí bộc phát chấn văng đối phương. Ngay sau đó, Lục Châu lách mình xuất hiện giữa hai người, hai tay tung ra hai chưởng. Phanh phanh, hai tên cửu diệp phun máu, cương khí hộ thể lập tức bị phá vỡ. Bọn hắn bị đánh bay ngược ra sau rồi đập vào vách núi, sau đó trượt xuống mặt đất nằm im không nhúc nhích. Tôn Kiệt miệng đắng lưỡi khô nhìn nam tử trung niên đứng trước mặt mình, sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt. Trái tim đập quá nhanh, hắn lảo đảo lui lại rồi ngồi phịch xuống đất. Một người khác cũng bị chấn kinh chính là Ngụy Tuấn Tử. Toàn thân Tôn Kiệt run rẩy, lắp bắp nói, tiền bối, là hiểu lầm. Lục Châu chắp tay sau lưng liếc nhìn bốn người rồi ngẩng đầu lên nhìn thiên không, cho dù là Dư Trần Thù, nhìn thấy bản tọa cũng phải kính sợ ba phần. Tôn Kiệt cùng Ngụy Tuấn Tử nghẹn họng. Bản tọa, khi thì bản tọa khi thì lão phu, đây rốt cuộc là ai? Cho dù đối phương có đang khoác lác thì bọn hắn cũng hiểu được sinh mệnh của mình đang nằm trong tay vị nam tử trung niên này. Hai người đề phòng nhìn Lục Châu, lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tiếng đập cánh của cự thú không ngừng vang lên như đang muốn thoát khỏi một lồng giam nào đó. Đúng lúc này, trong cự liễn của trùng hư quan bỗng xông ra một người, Thiên Vũ Viện khinh người quá đáng. Đồng thời cự liễn của Côn Lôn Chính Tông cũng xuất hiện một thân ảnh, rõ ràng là một phụ nhân. Vị phụ nhân này vô cùng xinh đẹp kiều diễm, thân mặc thải y bay vụt trên không trung trông như một đạo cầu vồng. Thập Diệp động thủ rồi, đám tu hành giả vây xung quanh Thiên Luân Sơn Mạch bắt đầu lui lại. Thập Diệp ra tay, lực phá hoại sẽ gia tăng gấp mấy lần. Giản Đình Trung và Mạc Bất Ngôn thấy thế, không hề do dự quay đầu bay, trở về Hồng Liễn. Huyền Thành Tử, Mạc Hành Lộ, ta đã cho các ngươi cơ hội. Dư Trần Thù bay ra khỏi Hồng Liễn. Dư Trần Thù rốt cuộc cũng ra tay rồi, hai mắt Ngụy Tuấn Tử sáng lên. Tôn Kiệt cũng suy nghĩ đến xuất thần, hai người hoàn toàn không hay biết vị lão nhân đang đứng bên cạnh mình nguy hiểm đến bậc nào. Dư Trần Thù nhanh như thiểm điện chắn trước mặt Giản Đình Trung và Mạc Bất Ngôn, tung trưởng đánh về phía Huyền Thành Tử và Mạc Hành Lộ. Hai người cũng lập tức giơ tay đối trưởng. Xoẹt! Cương khí uy mãnh bắn ra chém ngang một ngọn núi khiến nó tách ra làm hai nửa. Đám tu hành giả cửu diệp xung quanh bị chấn động lảo đảo bay lùi về sau. Dư Trần Thù lấy một địch hai, miệng hạ lệnh, Giản Đình Trung, Mạc Bất Ngôn, còn đứng ngây ra đó làm gì? Vâng! Hai trưởng lão cầm vũ khí hoang cấp lập tức lách mình bay về phía đám cửu diệp. Huyền Thành Tử giận dữ trừng mắt nói, Dư Trần Thù, ngươi cho rằng mình là vô địch. Mạc Hành Lộ hừ lạnh nói, Dư viện trưởng, cảm giác lấy một địch hai hẳn là không dễ chịu gì nhỉ. Dư Trần Thù sắc mặt thong dong đáp, ta quả thật chính là vô địch. Nói xong, hai tay Dư Trần Thù bốc lên nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa thiêu đốt với tốc độ cực kỳ khoa trương, nguyên khí và cương khí cũng bùng cháy theo. Huyền Thành Tử và Mạc Hành Lộ bất đắc dĩ phải rút trường, lăng không lùi lại. Thân ảnh Dư Trần Thù lấp lóe bay về phía Huyền Thành Tử, trong lòng bàn tay xuất hiện một vật thể màu đen. Huyền Thành Tử chập tay lại, toàn thân bộc phát hồng cương, trước người hắn xuất hiện một cương ấn hình thái cực bát quái tỏa hồng quang chói mắt. Cương ấn cấp tốc đánh về phía Dư Trần Thù. Dư Trần Thù vẫn thong dong chấn định như không có việc gì, ném vật thể màu đen ra, tung thêm một trường, chấn. Khi vật thể kia chạm phải bát quái cương ấn đột nhiên mềm như đậu hũ, bị vật thể màu đen đâm xuyên qua rồi tiếp tục đánh về phía Huyền Thành Tử. Mạc Hành Lộ bỗng hoảng sợ hô lên, là phiền lung ấn, chạy mau. Dư Trần Thù cười lạnh, muộn rồi. Chương 1008. Phiền lung ấn đột nhiên biến lớn, Huyền Thành Tử điên cuồng ném cương ấn, đạo ấn, ấn phủ, trưởng ấn ra ngoài. Nhưng đều bị phiền lung ấn hóa giải rồi ập thẳng vào ngực hắn. Phốc, sắc mặt Mạc Hành Lộ nghiêm trọng bay về phía Huyền Thành Tử.
nàng ta biết rõ mình tuyệt đối không phải đối thủ của Dư Trần Thù, thế nên Huyền Thành Tử không thể xảy ra chuyện được. Phiền Lung ấn lại lượn vòng trở lại tay Dư Trần Thù. Hắn đạp không bay lên, nghiệp hỏa thiêu đốt cao đến mấy trượng, hắn không truy kích Mạc Hành Lộ mà liếc nhìn đám cửu diệp xung quanh, khẽ quát, tránh ra. Phiền Lung ấn lại bay ra ngoài, nghiệp hỏa thiêu đốt Phiền Lung ấn trông như một con hỏa long đánh về phía đám cửu diệp. Hơn 10 vị cửu diệp của Côn Lôn Chính Tông và Trùng Hư Quan lập tức bị đánh bay. Hồng cấp mạnh như vậy sao? Đám tu hành giả đứng bên ngoài Thiên Luân Sơn Mạch, thấy cảnh này không khỏi choáng váng. Hồng cấp vũ khí lại thêm nghiệp lực thập diệp, chỉ có thể là viện trưởng Dư Trần Thù của Thiên Vũ Viện. Đừng lại gần, chúng ta không có hy vọng đâu. Đám người đến đây để thử thời vận, tuy rằng không may mắn nhặt được thứ gì nhưng quan sát đại lão chiến đấu từ xa cũng là một loại hưởng thụ. Một kích thành công, Dư Trần Thù thu hồi Phiền Lung ấn, mặt không đổi sắc nói, Huyền Thành Tử, Mạc Hành Lộ, năng lực của các ngươi chỉ đến thế thôi. Mạc Hành Lộ đỡ lấy Huyền Thành Tử, sắc mặt như lâm đại địch nhìn Dư Trần Thù. Đối phương mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng của hai người, tựa như Dư Trần Thù ở một cấp bậc cao hơn mà hai người không thể với tới. Đám cửu diệp của hai đại tông môn lấy tay che ngực, miễn cưỡng ổn định thân thể nhìn Dư Trần Thù đầy kinh hãi. Dư Trần Thù, ta đã xem thường ngươi. Huyền Thành Tử lắc đầu. Dư Trần Thù đưa tay ra, mệnh cách chi tâm. Mệnh cách chi tâm đang nằm trong tay một tên cửu diệp của Côn Lôn Chính Tông. Tên cửu diệp này không khỏi do dự. Đây là thứ mà biết bao nhiêu người tha thiết có được. Đột nhiên tên cửu diệp ho khan kịch liệt, hắn lập tức cởi áo ra quan sát cơ thể mình rồi thất thanh hô lên, nghiệp hỏa. Những tên cửu diệp khác cũng vội vàng cởi áo. Trên ngực bọn hắn đều có một ấn ký màu đỏ vuông vức, nghiệp hỏa đã xâm nhập vào kỳ kinh bát mạch. Ta nói lần cuối cùng, giao mệnh cách chi tâm ra đây, Dư Trần Thù hờ hững nói. Nghiệp hỏa sẽ chậm rãi ăn mòn kinh mạch của đám cửu diệp, không bao lâu sau bọn hắn sẽ mất đi sức chiến đấu đồng thời đau đớn đến không muốn sống nữa. Nhẹ thì nằm nửa năm, nặng thì mất sạch tu vi, biến thành phế vật. Đây chính là uy lực của nghiệp hỏa. Tên cửu diệp trừng to mắt, diệt nghiệp hỏa cho ta sẽ đưa cho người. Dư Trần Thù liếc nhìn hắn một cái, bàn tay khẽ đẩy, một trưởng ấn nhẹ nhàng bay ra. Sắc mặt tên cửu diệp mừng rỡ vô cùng, những người khác thì la thất thanh, không được đưa cho hắn. Đưa hắn thì chúng ta đều sẽ chết. Nhưng hồng sắc trưởng ấn kia đã đến trước mặt tên cửu diệp. Vụt, trưởng ấn đột nhiên biến lớn lên mấy chục lần, trong khoảnh khắc đã bao trùm tên cửu diệp. Ầm. Lục phủ ngũ tạng của hắn bị đập nát, ngũ quan vặn vẹo, lồng ngực hãm sâu vào, toàn thân rơi thẳng xuống đất. Đám người kinh hãi nhìn đồng bọn chết ngay tại chỗ với vẻ bất lực. Dư Trần Thù làm sao làm được? Trưởng ấn kia rõ ràng rất nhỏ rất chậm, sao đột nhiên lại bộc phát ra thủ đoạn kinh người miểu sát một tên cửu diệp? Chênh lệch đôi bên quá lớn. Dư Trần Thù vung tay, mệnh cách chi tâm được hồng sắc cương ấn bọc lấy rồi chậm rãi bay về phía hắn. Rất nhẹ nhàng, rất thong dong. Muốn lấy mệnh cách chi tâm cũng phải xem ta có đồng ý hay không. Mạc Hành Lộ và Huyền Thành Tử lại bộc phát pháp thân thập diệp, cương khí rung động, hai người nhào về phía Dư Trần Thù. Muốn chết thì ta thành toàn cho các ngươi. Ba tòa pháp thân cao 20 trượng lại kịch chiến một trận. Tất cả mọi người cấp tốc lui lại, cương khí tạo thành cuồng phong tàn phá bừa bãi khắp nơi trong Thiên Luân Sơn Mạch. Lục Châu cau mày, không ngờ Dư Trần Thù lại mạnh đến trình độ này. Hắn lấy một địch hai mà vẫn không bị bức sử dụng con át chủ bài. Khi trở về nhất định phải khen ngợi Tư Vô Nhai, nếu không nhờ mưu kế của hắn thì dù Lục Châu có thắng được Dư Trần Thù cũng phải dốc sạch vốn liếng. Lục Châu chăm chú quan sát ba vị thập diệp đại chiến trên bầu trời. Đột nhiên Tôn Kiệt nhanh như thiểm điện cầm đao đâm tới. Ầm. Lưỡi đao đâm tới cách phần bụng Lục Châu nửa tấc thì dừng lại, không cách nào đâm sâu thêm 1 mm. À. Tôn Kiệt run rẩy, hắn đã dùng toàn lực để đánh lén lại không cách nào phá vỡ tầng phòng ngự của Lục Châu. Lục Châu chậm rãi xoay người, hững hờ nhìn Tôn Kiệt. Can đảm lắm. Loảng xoảng, thanh đao rơi xuống đất. Tôn Kiệt lui lại mấy bước, toàn thân run lẩy bẩy. Ngươi là thập diệp. Đã biết rồi sao còn cố hỏi. Lục Châu chậm rãi tiến tới. Ngươi không phải đối thủ của Dư viện trưởng, từ bỏ đi. Dư Trần Thù là cọng rơm cứu mạng duy nhất của hắn. Lục Châu không nhịn được nhếch môi tạo thành một nụ cười nhạt. Ngây thơ, bàn tay khẽ nhấc, kim sắc trưởng ấn bay ra. Tôn Kiệt giật nảy cả mình. Dị tộc.
hắn lập tức lách mình chạy trốn. Đáng tiếc trưởng ấn kia lại nhanh hơn một bậc đánh vào sau lưng hắn. Tôn Kiệt phun ra máu tươi, ngã nhào về phía trước. Hai tên cửu diệp còn lại cực kỳ hoảng sợ bèn nhún người nhảy lên, đằng nào cũng chết, chẳng bằng liều mạng một lần. Hai người điên cuồng công kích. Lục Châu thi triển lục hợp đạo ấn, 10 chữ triện lớn xuất hiện quanh thân rồi đánh về phía hai người. Phanh phanh phanh, tinh, đánh giết một mục tiêu, thu hoạch được 1.500 điểm công đức, địa giới thưởng thêm 1.000 điểm. Tinh, đánh giết một mục tiêu, thu hoạch được 1.500 điểm công đức, địa giới thưởng thêm 1.000 điểm. Ngụy Tuấn Tử trừng to mắt, Lục Châu nhìn về nơi xa, Tôn Kiệt đang không ngừng thi triển đại thần thông thuật chạy trốn. Tay trái Lục Châu nâng lên, vị danh cung xuất hiện, tay phải kéo căng dây cung, tiễn cương phá không bay ra. Các bạn đang nghe chuyện Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện của tác giả Mưu Sinh Nhâm Truyền Bồng tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1009. Bắn tên xong, Lục Châu lại chắp tay sau lưng nhìn về phía Ngụy Tuấn Tử đang thẫn thờ nhìn mình. Trên không trung, ba vị thập diệp vẫn đang kịch chiến, hồng quang nở rộ khắp nơi. Những người đang quan sát trận chiến đều hoa hết cả mắt, chẳng ai có thể nhận ra kim sắc vừa nhoáng lên rồi biến mất dưới mặt đất. Tinh, đánh giết một mục tiêu, thu hoạch được 1.500 điểm công đức, địa giới thưởng thêm 1.000 điểm. Im lặng một lúc, Lục Châu mới mở miệng bình luận, không biết tự lượng sức. Ngụy Tuấn Tử vội vàng dập đầu, toàn thân run rẩy không ngừng, cầu tiền bối tha mạng. Tiền bối, tiền bối, sớm biết sẽ như thế này, sao lúc trước lại làm thế? Lục Châu không nhìn hắn nữa mà tiếp tục quan chiến. Đúng lúc này, ba tòa pháp thân thập diệp đột ngột tách ra, tựa hồ đã phân thắng bại. Hồng cương trên bầu trời từ từ biến mất. Dư Trần Thù vẫn đứng thẳng, sắc mặt thản nhiên, mà hai người đối diện hắn đều lấy tay che ngực, toàn thân đều là máu, trong mắt ngập tràn vẻ không cam lòng, không ngừng thở hổn hển nói không nên lời. Dư Trần Thù chắp tay sau lưng, hờ hững nhìn Huyền Thành Tử và Mạc Hành Lộ nói, sớm biết sẽ như thế này, sao lúc trước lại làm thế? Lục Châu câm nín, sớm biết như vậy lão phu đã đi đăng ký bản quyền câu nói này. Huyền Thành Tử giận dữ hét, vì cái gì? Đừng nói là các ngươi, cho dù cường giả khai mệnh cách đích thân tới cũng không làm gì được ta. Dư Trần Thù nghiêm túc đáp, nếu là ở Thiên Vũ Viện, cường giả khai mệnh cách cũng phải chết không có chỗ chôn. Huyền Thành Tử cùng Mạc Hành Lộ đều chỉ biết câm nín. Lúc này Giản Đình Trung từ bên dưới bay lên, trong tay cầm mệnh cách chi tâm mừng rỡ nói, viện trưởng, ta lấy được mệnh cách chi tâm rồi. Dư Trần Thù gật đầu, rất tốt. Nhận thấy đây là cơ hội sống sót duy nhất của mình, Ngụy Tuấn Tử liều mạng hô lớn, viện trưởng, ta biết cách đánh bại mệnh cách thú ẩn bên trong hạp cốc. Cứu ta. Soạt, toàn bộ ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Dư Trần Thù nhìn lại, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Ba tên cửu diệp của Xích Dương Môn đâu? Nam tử trung niên này không chỉ không bị giết chết mà còn bình yên vô sự đứng đó. Ngươi không chết. Dư Trần Thù bay về phía Lục Châu. Lục Châu lắc đầu đáp, chỉ là cửu diệp sao có thể làm lão phu bị thương. Dư Trần Thù nhướng mày, rốt cuộc cũng minh bạch. Không ngờ vị cao thủ Vân Sơn lại đang đứng ở trước mắt ta. Ngụy Tuấn Tử hoang mang. Ngươi biết rồi. Ta đương nhiên biết đây là cạm bẫy, cho nên ta tương kế tự kế, chỉ là không ngờ Lục huynh lại trẻ tuổi như vậy. Dư Trần Thù vân đạm phong khinh nói. Huyền Thành Tử và Mạc Hành Lộ cùng đám cửu diệp bị trọng thương đều nghi hoặc nhìn cảnh tượng này. Vì sao Dư Trần Thù lại nói chuyện với một người trẻ tuổi, còn gọi đối phương là Lục huynh? Người này là ai? Tương kế tự kế. Lục Châu liếc nhìn bốn phía, tu hành giả có mặt trong Thiên Luân Sơn Mạch hầu hết đều đã thụ thương. Tình hình của Huyền Thành Tử và Mạc Hành Lộ không mấy khả quan, chỉ có ba người Thiên Vũ Viện là không bị thương tích gì. Đứng ở góc độ của Lục Châu thì kế hoạch của Tư Vô Nhai đã thành công. Bại lộ vào thời điểm này cũng không có vấn đề gì. Dư Trần Thù cởi mở nói, ta đã sớm nghe nói tới đại danh của ngươi. Trong mắt ta, ngươi giết được Diệp Chân thì đương nhiên có thể giết Ngung Thú. Lục huynh cố ý thả Ngung Thú đi đơn giản là để dẫn tới phân tranh, tạo điều kiện cho Kim Liên giới xâm lấn nơi này. Lục Châu không nghĩ nhiều như vậy, nhưng lời Dư Trần Thù nói thật có lý nha. Dư Trần Thù, ngươi không giống loại người ngu muội. Suy cho cùng, chúng ta cũng chẳng có đại thù gì. Nhưng thế cục bất đồng, chúng ta chỉ có thể là kẻ địch. Lục Châu lắc đầu đáp,
trên đời này không có ai sinh ra đã là đối thủ một mất một còn. Tự gây nghiệt thì không thể trách người khác. Nếu ngươi đầu hàng, lão phu có thể tha cho ngươi tội chết. Đám người nghe vậy không khỏi sửng sốt. Trên đời này còn có người dám nói chuyện như vậy với Dư Trần Thủ. Dư Trần Thủ phất tay, mời xem. Từ bốn phía Thiên Luân Sơn Mạch có không ít tu hành giả đến từ rất nhiều tông môn khác nhau đang chậm rãi đến gần. Đây chính là cái ngươi gọi là tương kế tự kế. Lục Châu chỉ cảm thấy đáng tiếc vì cao thủ trong cung Hạ Hầu Sinh không xuất hiện. Dư Trần Thủ cười đáp, lát nữa ngươi sẽ biết rõ. Nói xong hắn lao vụt xuống, trong tay xuất hiện trưởng ấn đỏ như máu. Lục Châu ung dung nhìn Dư Trần Thủ, bàn tay chậm rãi nâng lên, kim quang chói mắt. Dị tộc, là người dị tộc. Ầm. Hồng trưởng và kim trưởng kịch liệt va chạm, cương khí tạo thành làn sóng chấn động khiến đám tu hành giả Cửu Diệp Quan Chiến phải gọi ra cương khí hộ thể. Hồng trưởng bốc lên hỏa diễm, kim trưởng cũng xuất hiện kim diễm, hai loại hỏa diễm không ngừng giằng co. Nghiệp hỏa, kim liên nghiệp hỏa. Trong cảnh nội đại đường sao lại có cao thủ bậc này ẩn nấp? Người xui xẻo nhất chính là Ngụy Tuấn Tử nằm cạnh Lục Châu. Hắn bị hai loại nghiệp hỏa thiêu đốt đến mức gương mặt đỏ rực, tiếng kêu thảm vang lên liên hồi. Làn da và kinh mạch hắn đang héo rũ với tốc độ cực nhanh, đáng tiếc chẳng ai quan tâm đến sinh tử của hắn. Chẳng thể trách lòng người rừng rưng, cao thủ đang đối chiêu, ai mà dám đến gần. Hồng diễm đột ngột bốc lên từ dưới mặt đất, dâng cao đến mấy trượng, kim diễm cũng gia tăng theo. Nghiệp lực sẽ không tổn thương chủ nhân của nó mà chỉ thiêu đốt và ăn mòn đối thủ. Hai bên không ngừng so đấu xem nghiệp hỏa của ai thịnh vượng hơn. Trên mặt Dư Trần Thù lộ vẻ kinh ngạc, quả nhiên là nghiệp hỏa. Ngươi rất bất ngờ. Nhiều năm qua ta vẫn luôn tưởng tượng ra một đối thủ tầm cỡ như ta sẽ trông như thế nào, hắn và ta có thể đấu một trận sảng khoái vui vẻ. Nay mong mỏi này của ta cũng đã được đền đáp. Dư Trần Thù cởi mở nói, đứng ở trên cao không tránh khỏi cảm giác cô độc. Đứng ở trên cao không phải cô độc, mà là khi té sẽ càng đau. Xoẹt, song phương lại gia tăng nguyên khí, nghiệp hỏa bốc lên cao đến ba trượng. Chương 1010. Ngụy Tuấn Tử rốt cuộc không chịu nổi nữa, thét lên một tiếng rồi tắt lịm, toàn thân bị nghiệp hỏa nuốt chửng. Tinh, đánh giết một mục tiêu, thu hoạch được 500 điểm công đức, địa giới thưởng thêm 500 điểm. Sắc mặt hai người vẫn thong dong trấn định. Nếu chỉ có thế thì e là còn lâu mới xong. Trong lòng bàn, tay Dư Trần Thù toát ra hồng sắc cương khí hùng hồn, đẩy mạnh về phía trước. Lui, xoẹt, hai loại hỏa diễm triệt tiêu, Lục Châu vẫn đứng yên bất động. Dư Trần Thù lộ vẻ nghi hoặc, một trưởng vừa rồi hẳn phải bức lui đối phương mới đúng. Ngươi nói đúng, nếu chỉ có thế thì quá không thú vị rồi. Trong tay Lục Châu xuất hiện tia lam quang nhàn nhạt, lực lượng phi phàm bắn ra. Ầm. Dư Trần Thù chợt cảm thấy một loại sức mạnh vô cùng nguy hiểm đánh tới, lập tức thu trưởng, lăng không bay ngược ra sau. Hắn xoay ngược đến 10 vòng mới có thể ổn định lại thân hình, kinh ngạc nhìn Lục Châu. Chiêu thứ nhất kết thúc, Dư Trần Thù rơi vào thế hạ phong. Giản Đình Trung và Mạc Bất Ngôn đi theo Dư Trần Thù đã nhiều năm, chưa từng thấy ai có thể bức lui viện trưởng. Cho dù là hai vị thập diệp Huyền Thành Tử và Mạc Hành Lộ hợp lực cũng không thể khiến Dư Trần Thù rơi vào thế hạ phong. Dư Trần Thù lăng không quan sát, thủ đoạn rất mạnh. Lục Châu đạp không bay lên cao ngang hàng với mọi người, thản nhiên đáp, chỉ sợ ngươi còn chưa hiểu rõ tình cảnh của mình. Ngươi cũng vậy, Dư Trần Thù ngạo nghễ nói. Lục Châu tung trưởng đánh về phía đối thủ. Trưởng ấn như lôi đình mang theo kim diễm rừng rực công kích tới. Dư Trần Thù vung tay đón trưởng. Ầm. Dư Trần Thù lại cảm nhận được cỗ lực lượng quỷ dị lúc nãy, hắn bị đánh bay, cánh tay tê dần. Chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Lục Châu thong dong, liên tục xuất trưởng, Dư Trần Thù lại bị đánh lui. Đám tu hành giả mắt trợn ngược, quá không hợp lý rồi. Dư Trần Thù là vị thập diệp duy nhất của Hồng Liên giới nắm giữ nghiệp hỏa, sao có thể dễ dàng bị đối thủ đánh lui như thế? Nhìn kiểu gì cũng giống như hai người đang diễn trò. Giản Đình Trung và Mạc Bất Ngôn dụi dụi mắt rồi nhìn kỹ lại. Ầm. Trưởng ấn thứ tư, Dư Trần Thù liên tục thối lui. Nếu còn tiếp tục lùi lại hắn sẽ rời khỏi Thiên Luân Sơn Mạch. Lục Châu nhướng mày, ngươi chỉ có thế. Biểu tình của Dư Trần Thù trở nên cứng ngắc, mí mắt giật giật. Điều này có nghĩa là hắn đã hơi tức giận rồi, chỉ mong ngươi có thể khiến ta vừa lòng. Tay phải Dư Trần Thù vươn ra, vật thể hình tháp màu đen có 3 tầng xuất hiện,
Lục Châu khẽ nói, phiền lung ấn, có mắt nhìn đấy. Dư Trần thù ném phiền lung ấn ra. Phiền lung ấn lập tức biến lớn lên mấy ngàn lần, trông chẳng khác gì một tòa lầu tháp đổ ập về phía Lục Châu. Lục Châu vươn một tay lên bầu trời đón đỡ, năm ngón tay quắp lại như muốn tóm lấy phiền lung ấn. Thân ảnh Dư Trần thù nhoáng lên, đột nhiên xuất hiện bên trên phiền lung ấn. Xuống cho ta, ầm, hắn giậm mạnh chân, phiền lung ấn lập tức nặng đến ngàn vạn tấn. Lục Châu bị đẩy xuống hơn 10 mét, trong lòng bàn tay lại xuất hiện lam quang nhàn nhạt, thần thông túc trụ tùy niệm. Trường ấn đẩy lên, phiền lung ấn không còn tiếp tục hạ xuống mà ngược lại bay vọt lên trên. Hả? Dư Trần thù nhướng mày, cúi người xuống chộp, lấy phiền lung ấn. Ầm, ầm, ầm. Liên tục ba trường khiến phiền lung ấn khẽ dừng lại ba lần nhưng sau đó vẫn tiếp tục bay lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ trong chốc lát đã lên tới khu vực nguyên khí thưa thớt. Biểu tình của Dư Trần Thù trở nên ngưng trọng, ta đã xem thường ngươi rồi. Dư Trần Thù nhảy ra khỏi phiền lung ấn, hạ xuống ngang tầm với Lục Châu rồi tung ra hồng sắc trường ấn đầy trời. Lục Châu thu hồi tay, xoay người thi triển minh tâm kiến tính, kết định ấn. Kim sắc cương khí mang theo kim diễm ngăn trở toàn bộ hồng sắc trường ấn, sau đó gia tăng lực lượng phi phàm vào kết định ấn. Cút xuống, hồng trường lập tức bị thôn phệ, trường ấn đánh thẳng vào mặt Dư Trần Thù. Trong mắt Dư Trần Thù hiện vẻ chấn động, hai tay nâng lên đỡ đòn, lam trưởng. Ầm, lam trưởng đè ép khiến Dư Trần Thù rơi thẳng xuống dưới. Dư Trần Thù đầu đầy mồ hôi gọi lớn, phiền lung ấn. Phiền lung ấn nhanh chóng thu nhỏ lại bay xuống trước mặt Dư Trần Thù rồi lại lần nữa biến lớn, giúp hắn ngăn chặn lam trưởng. Lam trưởng rốt cuộc vỡ ra, nở rộ như pháo hoa chói lọi, nhưng Dư Trần Thù vì hóa giải một chiêu này mà bị chấn bay, cùng phiền lung ấn bay ngược ra ngoài. Đây, Giản Đình Trung trầm giọng nói, lại là lam trưởng. Chẳng lẽ hắn không phải người của Kim Liên giới? Phiền to rồi, Giản trưởng lão, ngươi mang theo mệnh cách chi tâm rời đi trước, gọi viện binh tới. Mà Bất Ngôn nói, được, Giản Đình Trung cầm lấy mệnh cách chi tâm quay đầu rời đi. Hành động này lập tức thức tỉnh Huyền Thành Tử và Mạc Hành Lộ khỏi cơn chấn động. Cản bọn hắn lại, ngươi không đi được. Huyền Thành Tử nhìn chằm chằm Giản Đình Trung và Mạc Bất Ngôn. Giản Đình Trung trầm giọng nói, ngươi thật sự muốn đối địch với Thiên Vũ Viện. Ngươi nghĩ là ta muốn sao? Giao mệnh cách chi tâm ra đây. Huyền Thành Tử vừa nói vừa ho khan. Ngươi đã bị thương, vẫn đủ để ngăn ngươi lại. Giản Đình Trung ngẩng đầu nhìn Dư Trần Thù và Lục Châu đang đối chiến, gằn giọng nói với Huyền Thành Tử, ngươi thật cho rằng Dư Viện trưởng chỉ có từng đó bản lĩnh. Nghe vậy, Huyền Thành Tử và Mạc Hành Lộ không khỏi ngẩng đầu nhìn lên thiên không. Kỳ thực bọn hắn càng hy vọng Dư Trần Thù và Lục Châu đánh đến lưỡng bại câu thương, như vậy bọn hắn mới có thể làm ngư ông đắc lợi. Dư Trần Thù tức giận nhìn Lục Châu, đánh ra một hồng sắc trưởng ấn cỡ nhỏ. Trưởng ấn khi bay đến trước mặt Lục Châu đột nhiên biến lớn, cao đến mấy trượng. Lục Châu sớm đã dự liệu được, toàn thân bốc lên kim diễm. Phật tổ kim thân hiện ra triệt tiêu hoàn toàn trưởng ấn. Cao thủ Phật môn. Tòa pháp thân Phật tổ kim thân cực kỳ lóa mắt, dưới ánh mặt trời lại càng toát ra vẻ thần thánh khiến người người nảy sinh cảm giác muốn quỳ bái. Tu hành giả bốn phương tám hướng kinh hãi nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Phật tổ kim thân không chớp mắt. Các bạn vừa nghe xong tập 101 của bộ truyện Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùng Phản Diện của tác giả Mưu Sinh Nhâm Truyền Bồng tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.